Căn nhà phố trong phân khúc giá dưới 3 tỷ, ngày hôm nay kênh giới thiệu tới quý cô chú anh chị khách hàng. Trên diện tích khá là vuông vức đẹp, chiều ngang 4m và chiều sâu là 8m, nhà đẹp tặng một số nội thất cơ bản. Nhà này thì mình chỉ thêm các thiết bị điện tử, điện lạnh là vào ở ngay thôi quý cô chú và các anh chị nha, không cần sửa chữa gì thêm tại vì căn nhà của mình rất là mới và đẹp rồi. Căn này thì tọa lạc ngay tại đường Tô Ngọc Vân, phường 15, quận Gò Vấp. Nhà cao ráo sạch sẽ, trên thế hẻm 3m cụt an ninh, khu dân cư ở ổn định. Chiều ngang 4 và chiều sâu là 8m, nở hậu phong thủy 4,3m nữa. Tổng diện tích đất thực tế của căn nhà là 33m2, sổ hồng riêng công nhận 29m2 đất trên sổ, kết cấu 1 trệt 1 lầu. Một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, hai toilet, đầy đủ công năng sử dụng cho gia đình mình ở 4, 5, 6 người thoải mái quý cô chú và các anh chị nhé. Khu này thì hiện tại đang trong quá trình phát triển cho nên là mình, thứ nhất là mình mua bây giờ hiện tại thì sẽ có một cái giá khá là tốt. Thứ hai là về tương lai thì cái giá trị của căn nhà với chiều ngang và chiều sâu như thế này thì nó sẽ tăng giá trị rất là nhanh. Khu vực đang trong quá trình phát triển. Tại phường 15 thì như mọi người cũng biết là còn rất là nhiều khu vực đất trống và sẽ được quy hoạch những cái trung tâm tiện ích trong tương lai. Bếp thì có sẵn bàn ăn, tủ kệ bếp đầy đủ hết rồi mọi người ạ. Mới sạch sẽ 100%. Mình về sở hữu những cái trang thiết bị này là mình sử dụng đầu tiên luôn nhé. Tại vì gia chủ mới lắp đặt, chưa có qua sử dụng. Căn này thì tọa lạc tại hướng Đông Bắc ạ. Quý cô chú anh chị mình tìm theo hướng Tây Tứ Trạch thì có thể tham khảo căn nhà này. Hệ thống đèn điện, đèn led, tranh ảnh treo tường, quạt treo tường đầy đủ rồi. Cách đường lớn chỉ khoảng 20m thôi ạ. Mình ra quẹo trái lên là đã ra đường lớn rồi, đường xe tải thông. Ở khu vực tầng 2 này thì gia chủ thiết kế 2 phòng ngủ, kèm theo đó là toilet treo. Ưu ái cho khu vực phòng ngủ rất là rộng rãi. Cầu thang đúc ốp đá hoa cương đen, tay vịn gỗ, kính cường lực chắc chắn luôn. Một trong những cái mẫu cầu thang hiện đại. Phòng ngủ này thì là phòng ngủ phía bên trong có cửa sổ luôn quý cô chú và các anh chị nhé. Phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ lồi hướng ra khu vực ban công. Sổ hồng riêng vuông vức, pháp lý đầy đủ, bao công chứng sang tên ngay trong ngày, hỗ trợ quý khách hàng anh chị mình cần vay thêm vốn ngân hàng ạ. Mọi người cần thêm thông tin chi tiết về căn nhà thì có thể add ngay Zalo của mình, Bất động sản Hồng Phát, số điện thoại là 0909786377. Xem nhà thì alo ngay cho mình, số điện thoại là 0388577577. Xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị khách hàng đang theo dõi kênh ạ. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe và bình an.